Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Quay lại đây. Xin quá mời hai bạn Song Như ra sân khấu. Như Phương và Như Minh, đây là hai thành viên của đội cô Đoan Trang và chú Hà Lê. Chú Thành Trung dự là đây sẽ là một cơn đau đầu dành cho cô Đoan Trang và chú Hà Lê, bởi vì hai con quá đáng yêu và dễ thương, đặc biệt là trên một bản phối mang đậm phong cách của chú Hà Lê. Rồi, và bây giờ thì xin mời hai huấn luyện viên sẽ đưa ra nhận xét của mình. Xin chào tất cả các con, chào tất cả khán giả đang xem chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ Nhí hôm nay. Và xin được giới thiệu và mong một tràng pháo tay thật to hơn nữa, bởi vì bài này chính Như Phương và Như Minh đã hát ca khúc này. Rất là hay. Ok, các con đã làm cho cô chú rất là tự hào. Bởi vì các con rất là ngoan, các con tập luyện rất là chuyên cần. Và tất cả những gì cô chú hướng dẫn cho các con trong suốt thời gian vừa qua, các con đã làm cho cô chú cảm thấy rất là hài lòng. Và bài biểu diễn này là bài biểu diễn tụi con đem lại được vừa tính dân gian mà vừa tính hiện đại trong đó. Cho nên cô không có muốn nói gì nhiều hơn, cô chỉ nói là cô thương các con rất là nhiều. Cảm ơn các con. Các con cảm nhận được điều đó đúng không? Khi mà nghe những lời chia sẻ vừa rồi của cô giáo của mình thì chắc là các con cũng hiểu rằng là thầy cô thương tụi con rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến lúc Đoan Trang và Hà Lê phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Nhường lời lại cho thầy. Trong suốt thời gian mà vừa rồi thầy trò mình gắn bó, các con cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện. Có những chuyện rất là vui và cũng có những chuyện rất là buồn. Nhưng mà tất cả những cái chuyện nó xảy ra, từ chuyện mình tập luyện cho đến chuyện mình đi chơi, mình đi trà chanh, mình ngồi mình nói chuyện với nhau, rồi mình chụp ảnh với nhau, thì tất cả những cái đấy nó là cái trải nghiệm mà cô chú muốn ngay từ khi mà cô chú chọn các con vào đội của mình. Muốn cho các con những cái trải nghiệm đấy để biết rằng là ngoài cái việc nhảy, học nhảy ra thì chúng mình còn phải học nhiều thứ khác nữa. Và ngày hôm nay thì là cái hai người đầu tiên mở màn cho một cái đêm live show truyền hình trực tiếp cho rất 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 nhiều khán giả
đang trực tiếp xem truyền hình các con đã làm cho thầy cô rất là tự hào. Và cái quyết định này thực sự nó rất là khó. Và như chúng mình vẫn hay nói với nhau ấy, và là ước gì ban tổ chức có thể lại thay đổi luật chơi một lần nữa để cho cả cô thầy có thể giữ lại được cả 11 người, nhưng không được đúng không? Thì thầy cô hy vọng rằng là các con hãy nhớ rằng bên cạnh các con sẽ luôn luôn còn có gia đình, bạn bè và thầy cô nữa. Trên tất cả những cái bước đường sắp tới bọn con sẽ đi, ai ở lại, ai đi tiếp chỉ sẽ đều có bóng dáng của thầy cô. Và thầy cô sẽ làm tất cả để hỗ trợ cho các con ở trên con đường sự nghiệp của mình. Ok? Nhá. Và người mà thầy cô chọn đi tiếp ở trong đội của Đoan Trang và Hà Lê sẽ là bé Như Minh. Cô Ốc xin được chúc mừng bạn Như Minh nha. Và Như Phương ơi, Như Phương cũng đừng buồn nha. Nãy giờ con nghe thầy cô chia sẻ đúng không? Các con đều rất là xứng đáng, bởi vì đã vào đến vòng này là các con đều rất giỏi rồi. Và dừng chân tại một cuộc chơi không có nghĩa là mình dừng lại ước mơ nhảy múa của mình, đúng không nào? Không sao hết con ha. Thôi bây giờ cả nhà mình hãy cổ vũ cho hai bây giờ chú Thành Trung sẽ có một món quà để cho bạn Như Phương cảm thấy là vui hơn này. Không biết là bạn có vui hơn, nhưng mà chú làm luôn đây này, cho chú xin miếng hôn. Cái này là niềm vui của chú Thành Trung rồi đúng không? Thôi hy vọng là với nụ hôn tạm biệt vừa rồi thì cũng sẽ phần nào đó tiếp thêm sức mạnh cho Như Phương con nha. Rồi, cảm ơn hai con, hai con vào bên trong nhá. Rồi, nắm tay bạn.